Có rất là nhiều người họ phê phán và phê bình về đạo Công giáo. Một số người đó thì họ vì một cái tâm tư khác, có lẽ là không đồng quan điểm với tôn giáo, cũng như là họ nghiên cứu về tôn giáo rồi cái họ có những cái căng thẳng với chính cái tôn giáo này. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được một điều, đó là bản thân của những người theo một cái tôn giáo nào đó cũng cần phải thể hiện rõ cái bản tính, bản chất của tôn giáo đó thông qua con người của mình. Ví dụ như là bạn theo đạo Phật hay bạn theo đạo Chúa thì bạn phải đi ra ngoài, bạn sống như thế nào với người xung quanh để người ta cảm nhận được, à, người này theo đạo Phật nè, tốt nè, đạo Phật dạy người ta tốt nè, làm từ thiện nè, rồi bao nhiêu điều đó. Ví dụ như theo đạo Chúa đi thì người ta cũng phải cảm nhận được là đạo Chúa nè, các bạn biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nè, cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau nè, rồi thờ phượng, kính kính thờ phượng Thiên Chúa thế nào nè. Nghĩa là tham gia vào một cái tôn giáo nào, một cái tổ chức nào thì chúng ta phải làm sao để cái tôn giáo đó thể hiện qua con người của mình nó phải tốt. Tham gia vào một tôn giáo mà bước ra đường chửi bới xúc phạm mạ lị rồi làm ăn mua bán thì là gian dối bao nhiêu thứ, người ta nói ôi ông này có đạo, nhưng mà có đạo gì, hình thức giả hình. Ta tham gia vào một tôn giáo mà ta không trở nên tốt lành hơn thì ta phải xem lại xem, một là ta thực hành tôn giáo tốt chưa, hai đó là thực ra là tôn giáo đã dạy ta tốt chưa, cái tôn giáo đó có tốt hay không, nó có làm cho con người ta tốt lên hay không. Nếu không tốt ta qua tôn giáo khác, còn không không cần thiết. Bao nhiêu con người, hàng khối con người có đâu có theo tôn giáo nào đâu, người ta vẫn tốt lành đó thôi, ra ngoài đường bao nhiêu con người kính trọng. Thế thì chúng ta theo tôn giáo rồi chúng ta phải tốt lành hơn người ta chứ. Theo tôn giáo thì cái phải càng làm cho người ta kính trọng mình hơn. Thông qua con người của mình, vị thượng đế của mình được người khác kính trọng. Chứ đừng để thông qua con người của mình, cuộc sống hàng ngày của mình mà tôn giáo của mình, thượng đế của mình bị người khác phỉ nhổ. Hãy xem cách thể hiện các linh mục và giáo dân trong suốt bao nhiêu ngày qua để chúng ta thấy được. Để chúng ta thấy được rằng là cái tôn giáo của chúng ta nó tốt hay nó xấu. Rõ ràng một điều là xem qua các giáo lý, xem qua giáo lý của tôn giáo, cụ thể là Công giáo, nó đúng, dạy con người trở nên tốt lành, tuyệt vời, không có gì phải chê trách cả. Nhưng mà từng cá nhân của con người tín đồ, những anh em Kitô hữu lại có vấn đề rất lớn. Các bạn hãy xem trong suốt thời gian vừa qua họ làm gì, tổ chức biểu tình rồi đấu tranh chính trị rồi chiếm dụng đất đai rồi tranh chấp đất đai với nhà nước. Hãy làm không lại thì dùng số đông, hãy làm không lại thì dùng các cái biện pháp chính trị như là la hét om sòm lên đàn áp tôn giáo riết. Rồi bây giờ chúng ta làm như cái thế giới này nó có một mình cái giáo hội Công giáo, người ngoài tay không dòm thấy cái hoạt động của mình ở bên ngoài, ngoại trừ chính quyền đối kháng ra. Chính quyền không cần phải nói họ, họ không cần phải nói gì về họ đâu. Những người bên Phật giáo họ dòm qua họ thấy, những người bên cao đài Hòa Hảo Tinh Lành họ dòm qua họ thấy. Sao mà Công giáo chơi kỳ vậy, làm những cái điều bỉ ổi như thế mà làm được? À, người ta cũng đánh giá, người ta cũng phê bình chứ. Thông qua các cái hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của mình phải làm cho người khác biết tôn trọng tôn giáo của mình, tôn trọng thần thánh của mình. Bây giờ chúng ta tổ chức đi, hôm rồi các vị đồn đại với nhau là Đức Mẹ chảy nước mắt bằng bằng máu, ùn ùn kéo nhau ra, bất kể những cái người xung quanh họ có bị phiền hà hay không. Các vị thấy đó. Rồi làm cái gì mà có cái chuyện mà Đức Mẹ chảy máu nước mắt, nước mắt Đức Mẹ là chảy bằng máu à? Người ta nói nhìn sơ qua là biết có người quẹt lên, như thế đâu phải là cái tín ngưỡng, đó là mê tín dị đoan. Chúng ta nói coi, chiến tranh đau thương trên cả cái thế giới này, hiện tại bom rơi đạn lạc ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, hàng triệu con người phải di tản khỏi địa phương, khỏi quê hương của mình. Bao nhiêu trẻ em phải chết đói hàng ngày, bao nhiêu con người phải đau thương hàng ngày.
mà chả nhẽ Đức Mẹ không chảy nước mắt ở những địa phương đó mà lại cứ nhầm vào cái chế độ cộng sản Việt Nam này là chảy máu nước mắt. Năm 1975, chúng ta đã chứng kiến một lần đau thương về niềm tin của mình. Vào năm 54-55 tới năm 56, một cuộc di dân ồ ạt của người Công giáo từ Bắc vào Nam với một lý do mà chúng ta tin tuyệt đối rằng Chúa Đức Mẹ vào Nam. Đúng không các bạn, những người nào là người Công giáo vào những năm 54, di dân năm 54 đó, các vị sẽ hiểu rằng những cái lý do mà người Công giáo di dân vào năm 1954, từ năm 54 đến năm 56 là vì lý do Chúa và Đức Mẹ vào Nam. Nhưng khi mà năm 1975, khi mà Cộng sản đã chiếm được miền Nam này, gọi là giải phóng miền Nam này xong, cả miền Nam này, cả đất nước này đều dưới tay người Cộng sản. Vậy Chúa Đức Mẹ lúc này đã đi đâu? Cái niềm tin của chúng ta năm 1954 đến năm 56 là Chúa Đức Mẹ ghét Cộng sản mới đi vào Nam. Bây giờ cả đất nước này là đất nước Cộng sản, vậy Chúa Đức Mẹ đi đâu? Chúng ta cứ nhồi nhét cho nhau những cái niềm tin không có kiểm chứng. Chúng ta nhồi nhét cho nhau những cái gọi là mê tín dị đoan. Ngày ngày cứ nghe là Đức Mẹ chảy máu nước mắt. Lần trước một lần sau khi lấy được mẫu nước mắt, mẫu máu nha, Đức Mẹ chảy máu ở nước mắt ra, người ta lấy được cái mẫu máu đi xét nghiệm ra lại là máu của đàn ông. Đức Mẹ chảy máu ra xét nghiệm máu lại là máu đàn ông là sao? Rồi còn gì nữa? Khi nó là dưới cái chân tượng Đức Mẹ có một nguồn nước chảy ra, bao nhiêu người tới lấy nước sinh về làm nước thánh. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng đi lần ra có cái ống nước ở trong nhà xứ nói ra đó. Bây giờ mình phải nói rằng niềm tin của chúng ta là tin vào các cái gì điều Thiên Chúa dạy. Chúa Giêsu nói thế nào? Các con hãy đi khắp muôn dân thiên hạ mang tin mừng đến cho người nghèo khó. Người nghèo khó là những người chưa biết Chúa. Hãy đem tin mừng đến cho họ để họ biết được Thiên Chúa, để họ kính thờ người, để họ kính thờ Thiên Chúa, giúp cho họ có cuộc sống tốt lành hơn để ngày sau hết họ được lên thiên đàng, mang họ, những con người tội lỗi, về với Thiên Chúa. Chúa đâu có nói tới quyền phép thần thánh gì đâu. Niềm tin của chúng ta là tin rằng ở trên trời có Chúa. Và niềm tin của chúng ta là Chúa quan phòng. Tất cả mọi cái chuyện trên thế gian này đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Một sợi tóc trên đầu cũng đã được đếm rồi. Vậy thì mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều do Thiên Chúa thiết đặt. Vì thế cho nên Thánh Phaolô ngài mới dạy rằng các ngươi phải phục tùng mọi quyền binh, vì mọi chính quyền đều do Thiên Chúa thiết đặt. Thế mà giờ này ra rã một số người vì lợi ích, ích kỷ cá nhân, ích kỷ chính trị của bản thân mình đi chống cộng, rồi gán ghép vô rằng Chúa Đức Mẹ ghét Cộng sản nên Chúa Đức Mẹ mới đi vào Nam. Thế bây giờ nè, Cộng sản đã chứng minh một điều rất rõ ràng, họ không nói là họ vô thần đâu, nhưng họ chứng minh rất rõ ràng rằng là ngày 34 năm 75 họ đã thống nhất đất nước này là của người Cộng sản. Vậy đức đó Chúa Đức Mẹ đã đi đâu? Ai tuyên truyền giùm tôi xem lúc đó Chúa Đức Mẹ đi đâu? Rõ ràng năm 54-55 để các vị đi vào Nam, người ta nói Chúa Đức Mẹ đi vào Nam ghét Cộng sản vào Nam, và sai con của người là Tổng thống Ngô Đình Diệm giải phóng miền Bắc. Thế là sau năm 75 chuyện gì xảy ra? Sao không nghe ai tuyên truyền về vấn đề Chúa Đức Mẹ đi đâu? Do đó cho nên chúng ta phải hiểu được là chúng ta tin vào Thiên Chúa chứ chúng ta không có mê tín. Nhiều hoạt động mê tín lắm. Gần đây tôi nghe nói thành phố Hồ Chí Minh có cả một cha Long quyền phép vô biên vô hạn, đến mức độ là người bệnh đến đó cha làm phép cái hết bệnh. Đến khi mà vừa rồi cha mẹ tôi đi xuống đó, xuống đó cha Long nói rất rõ: tôi cũng là một linh mục rất bình thường thôi, tôi chẳng có quyền phép gì cả. Các vị có muốn hết bệnh, các vị có muốn được phép lạ thì các vị hãy cầu xin Thiên Chúa kìa,
đừng có cầu xin tôi chỉ là một linh mục thôi, tôi chỉ là người giảng dạy giáo lý lời của Thiên Chúa thôi. Nhưng mà đi về các vùng sâu vùng xa, đi về nhiều nơi thì người ta lại đồn đại rằng linh mục lâu đấy là người có quyền phép chữa hết mọi bệnh tật, đúng không các bạn? Thời gian qua các bạn cũng có quá nhiều. Trong giáo hội Công giáo có một câu đó là gần cha thì xa Chúa. Điều răn đầu tiên của Thiên Chúa dạy đó là các ngươi không được thờ ai ngoài ta, thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, ngoài ta ra không có thần nào khác. Điều đó khẳng định là chúng ta chỉ được kính thờ một Thiên Chúa mà thôi. Vì vậy cho nên ai đem linh mục quá, gọi là ta quá lậm thần tượng linh mục đấy, thì không khéo ta lại bất kính với Thiên Chúa, và ta đẩy luôn vị linh mục mà ta yêu mến đó trở nên bất kính với Thiên Chúa. Vị linh mục đó càng được chúng ta tôn kính bao nhiêu thì chúng ta lại càng đẩy vị linh mục đó, vị giám mục đó đến cái bờ vực bất kính với Thiên Chúa. Bởi vị linh mục hay giám mục đó có tài năng tài giỏi đến mấy cũng chỉ là người thừa hành của Thiên Chúa, và mọi thứ vị linh mục đó, vị giám mục đó có chính là do quyền năng của Thiên Chúa. Nói theo đức tin chúng ta nói như thế. Và do đó nên chúng ta càng bao giờ thần tượng vị linh mục hay giám mục nào đó là chúng ta vô tình, là vô tình đẩy các vị đó đến với cái tội lỗi đó là bất kính với Thiên Chúa. Và chính chúng ta vi phạm vào điều răn đầu tiên đó là các ngươi không được thờ ai ngoài ta, thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Đấy, các vị thấy đấy, suốt thời gian mà xảy ra một số cái sự kiện, sự cố như là người ta đi tìm dùng các cái nhà ngoại cảm đi tìm xương cốt liệt sĩ, cuối cùng ra người ta xét nghiệm ra xương là xương heo xương bò, cũng tìm được đấy, phát hiện ra xương heo xương bò. Cuối cùng cái nhà ngoại cảm đó, thần thánh đó ở đâu? Chúng ta bị gạt do chính chúng ta quá tin, và chúng ta không đặt niềm tin đúng chỗ, chúng ta lại quá mê tín. Cho nên là người ta mới nói Mark Angen ủng hộ các vị đó, nói một câu đó là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Trong lúc con người khốn cùng nhất không biết báu víu vào đâu thì cái cuối cùng người ta còn lại chính là tôn giáo, để người ta báu víu vào đó, người ta còn hy vọng vào điều gì đó. Nhưng mà không phải vì cái điều đó mà chúng ta trở nên mù quáng. Phải tin rằng là bệnh vô bệnh viện, chứ đừng bao giờ tin rằng bệnh đi tới chỗ nào đó xin nước thánh về uống là hết. Bệnh là đi vô bệnh viện kiếm bác sĩ. Bệnh mà đi vô kiếm ông sư, vô kiếm bà xã, vô kiếm ông linh mục xin nước thánh về uống là chết rồi. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta phê phán phê bình về các cái tôn giáo, mà chúng ta chỉ phê phán phê bình những người có những cái tín ngưỡng nó chưa đúng. Và thông qua cái chưa đúng đó, một số người đã làm bậy. Như cái việc linh mục Tịnh mà quy động 400 giáo dân mà đến đập phá nhà người khác vì ông ấy làm ăn không lại người ta. Cái điều đó đúng hay sai? So về giá trị đạo đức con người thôi đã sai rồi. Anh quân tử không? Anh quân tử thì anh đến một mình, anh đến đó đi bắt mớ thì anh kêu một đống người tới. Anh làm ăn, anh ra đấu giá với người ta, đấu không lại người ta thì anh một mình anh đến đó nói chuyện với người ta. Bây giờ anh chơi trò, anh lợi dụng vào cái quyền năng của giáo hội là chức vụ linh mục, anh vô nhà thờ lợi dụng tòa giảng, nói người ta là phản bội giáo xứ, nói người ta phản bội quê hương. Bộ là không phản bội giáo xứ, không phản bội quê hương là phải dâng hiến toàn bộ đất đai nhà cửa cho anh mới gọi là không, mới là không phản bội à? Nói như thế có nghĩa là vậy rồi còn gì? Người ta đấu giá đất, người ta kiếm miếng đất về là do cái quyền lợi của gia đình người ta. Đây là pháp luật cho phép, người ta được, đó chính là vì luật cho phép. Nó là luật và luật được thi hành thế thôi. Như vậy là người ta vì quyền lợi của người ta, vì con cái người ta mới cần miếng đất đó để cắm dùi. Mà bây giờ đây linh mục muốn hiến hết cho nhà thờ, muốn hiến hết cho linh mục, thế có phải là linh mục quá quan đường về cái quyền lực của mình không?
xã hội này ngoài tôn giáo ra người ta còn phải ăn nữa, người ta còn phải sống, phải ở nữa, đâu phải vô nhà thờ linh mục nuôi hết được đâu. Bây giờ linh mục nuôi hết người ta đi, từ học hành, ăn uống, học hành, công ăn việc làm, linh mục lo hết cho giáo dân đi, đảm bảo nhà giáo dân đất đai gom hết để gom hiến cho nhà thờ hết. Bây giờ người ta không hiến đất cho nhà thờ đó, người ta phản bội giáo xứ, phản bội quê hương. Có cái cách gì, linh mục gì mà như thế? Đó rồi kéo bè kéo lũ cùng nhau lập ra một cái nhóm để mà đi chiếm dụng đất đai, lấn chiếm đất đai. Hội đồng mục vụ giáo xứ thì mục vuột với linh mục. Như thế làm sao mà giáo xứ chúng ta, con chiên của giáo xứ lên thiên đàng được đây hả các vị? Bây giờ Đức Giám Mục thấy chưa? Mà Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp thì tôi cũng không tin lắm đâu. Tôi nói đừng bao giờ các vị chê người khác khi mình chưa có tốt. Các vị nói cộng sản độc tài, nhưng hãy dòm lại xem các vị độc tài không. Tôi cứ ngày ngày tôi nghe là cộng sản độc tài, nhưng bây giờ tôi vô tôi dòm thấy trong nhà thờ ông cha nói một là một, hai là hai, không có đứa nào được cãi. Thử đứa nào vô đó đòi cha ơi dân chủ đi, bầu bỏ phiếu đi, có không? Trong nhà thờ có bao giờ dân chủ mà bảo rằng cộng sản nó độc tài? Các vị thấy đó, cái vô nhà thờ có bao giờ các vị được dân chủ không? Cha nói là nghe, bố nói cấm cãi, nó kêu làm là làm. Thế bây giờ như thế thì có dân chủ không? Độc tài, bây giờ chơi cộng sản độc tài, nhưng mà hãy giờ xem trong nhà thờ các vị có được dân chủ không mà nói các độc tài. Tôi nói thẳng ra là bản thân khi tôi cầm lá phiếu tôi bầu người này người nọ, ông tôi vẫn biết những cái người, à cái người này là trình độ không có, chắc chắn là không đậu đâu, tại vì ai gặp tên gì đó chứ. Giờ vô cái bản danh sách bầu cử tôi biết là ai rớt rồi đó. Bởi vì người không có trình độ sao đậu. Cho nên mình cứ nói là mình cũng lựa chọn những con người xứng đáng, nhưng chúng ta có lựa chọn được linh mục cho mình đâu. Việc linh mục nào ở giáo xứ nào là của việc của tòa giám mục, chúng ta đâu có được lựa đâu, chúng ta đâu có được bầu linh mục. Ông đã tới ông ở rồi ta cũng đâu có đuổi được, mà bảo là độc tài hay dân chủ không?